Em Mai Phương Thúy là nói thiệt hay nói chơi? Dạ đúng rồi, em là em Mai Phương Thúy. Tại Mai Phương Thúy sinh năm 88, em thua tụi Mai Phương Thúy cho nên là em của Mai Phương Thúy. Trời đất trời. Nhật ký Covid hả? Dạ đúng rồi, em viết về những cái quá trình trải qua. Tại vì em sống ở một cái khu mà ở đó là nơi tâm điện bùng phát ra. Và trong những lần mà những gì đó xảy ra và em đã mô tả nó. Và những nhờ những cảm xúc có thật của mình mà em đã đẹp dạy. Chắc là dạy cảm xúc quá. Nhà trai, mời nhà trai. Được không? Được không? Dạ được. Hay quá. Rồi. Lạ vậy. Trời, cái màn chào sân như vậy là chết nhà gái tôi rồi. Chào em trai. Đi xe lên hẹn hò đi ha. Mời nhà gái. Chào cô gái. Chào em gái. Dạ em chào anh. Em đi bằng gì tới đây vậy? Dạ em đi bằng máy bay tới đây ạ. Máy bay tới đây ạ. Máy bay hả? Trời. Bên mình đi bằng xe, bên kia máy bay nữa. Rồi chào em trai. Dạ. Ủa xe này em đi từ đâu tới vậy? Dạ, em đi cũng nhà em cũng ở gần đây, từ ở quận Phú Nhuận. Từ Phú Nhuận. Chạy cái xe đó từ Phú Nhuận lên tới đây hả? Dạ không, cái xe này là nó gấp lại được. Thì em cho lên xe buýt. Và từ xe buýt thì qua cầu Tân Thuận có một cái bến xe buýt đối diện cổng vào khu chế xuất mình. Trời ơi. Nó cũng hợp lý, cũng gần ạ. Bây giờ xăng lên đi như vậy là hợp lý. Dạ. Mà không có công việc gì gấp mới đi xe này nha. Dạ đúng. Gấp đi xe này là cũng mệt lắm á. Sở thích của em là scooter. Những cái môn thể thao để nó khỏe cho con người và nó đi lại được mà cũng giao tiếp được mọi người. Đồng thời cũng du lịch được. Thôi trả sân khấu lại cho nhà trai, mời nhà trai giới thiệu về mình nào. Em tên là Trần Quang Minh, em làm IT ở Hồ Chí Minh cũng được 10 năm rồi. Trước đây thì nhà em ở Hà Nội nhưng mà bây giờ đã dọn chuyển vào Hồ Chí Minh. Là nhà đó nhà của mình luôn. Dạ đúng rồi. Rồi vậy là tốt rồi, an cư lập nghiệp. Dạ. Chúc mừng em trai. Mời nhà gái. Nhà gái ạ. Dạ con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan và chào anh hàng xóm kế bên. Em là em của Hoa hậu Mai Phương Thúy. Em của Hoa hậu Mai Phương Thúy. Em là Hoa Thủy Tiên. Dạ, đây là nickname của em. Tên thật của em là Vũ Thị Thủy Tiên. Hay quá. Em Mai Phương Thúy là nói thiệt hay nói chơi? Dạ đúng rồi, em là em Mai Phương Thúy. Tại Mai Phương Thúy sinh năm 88. Em thua tụi Mai Phương Thúy cho nên là em của Mai Phương Thúy. Trời đất trời. Nghe tụi nghe hai Mai Phương Thúy thiệt. Ta chơi chữ. Hiện tại em đang ở độ tuổi tiên. Tuổi tin tức là tuổi người ta đang bấm còi tin tin để chạy á. Nói 89 chuyện... nó tin tin rồi đó. Dạ em vẫn còn tin lắm anh. Còn tin lắm mà. Dạ. Nói chuyện với cô này là phải vận dụng đầu óc. Vận dụng rồi tiếp phải tục. Phải tự tốn thôi. Hiện tại tình trạng của em là độc thân nhầm lẫn. Là sao? Tức là em xinh xắn dễ thương, em nói chuyện có duyên, mọi người tưởng em có bồ rồi và không ai tán em, bởi vậy em ế. Đó là lý do chính đáng. Em làm việc gì đó em? Em của Mai Phương Thúy. Mai Phương, em của Mai Phương Thúy. Em là một người yêu thích con số, mọi người có thể đoán được em làm nghề gì không ạ? Kế toán. À đúng rồi, cho chị 100 điểm. Dạ. Anh thật sự ấn tượng về em đó Thủy Tiên. Dạ. Ừ. Rồi em nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em là một sự tự tin thái quá. Điều đó chị cũng thấy luôn. Rất tự tin. Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng đó. Dạ, một cái giải thưởng nho nhỏ của cuộc thi viết Covid năm ngoái em có đạt nhật ký Covid. Nhật ký Covid hả? Dạ đúng rồi, em viết về những cái quá trình trải qua. Tại vì em sống ở một cái khu mà ở đó là nơi tâm điện bùng phát ra. Và trong những lần mà những gì đó xảy ra và em đã mô tả nó. Và những nhờ những cảm xúc có thật của mình mà em đã đẹp dạy. Chắc là dạy cảm xúc quá. Hay quá. Rồi, em trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì?
ưu điểm của em là không hút thuốc, không nhậu nhẹt, không gái gú, chăm chỉ làm việc. Ngoài ra thì em còn thích là thể thao, chơi được nhiều môn và môn nào cũng khá. Tại vì em đã thích thì em sẽ bỏ thời gian tập luyện nhiều hơn. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em là thật thà, nhiều khi nói những cái mà mình góp ý nhiều lúc chưa đúng thời điểm thì mình góp ý luôn, thì hoặc là nhiều khi không làm chủ được bản thân. Mình trải qua mấy mối tình rồi? 2 mối tình ạ. Dài nhất thì 1 năm ạ. À, hồi đại học thì em có thích một bạn, nhưng do công việc chưa ổn định cho nên nó cũng chỉ gọi là những việc đơn phương. Đơn phương thôi. Dạ. Cái mối tình mà 1 năm đó sao mình chia tay? Do nhà bạn gái thứ nhất là ở xa, hai bên chưa tìm được tiếng nói chung. Đó là đường tình của đường tình duyên của nhà trai đó, nhà gái. Cũng hơi lận đận ha. Ừ. Rồi nhà gái của mình đường tình duyên như thế nào? Dạ. Hiện tại thì em chưa có mối tình đầu vắt vai. Em chưa có mối tình đầu vắt vai. Yêu đơn phương thì chắc có. Từ năm 20 tuổi đến giờ. Tới bây giờ luôn. Dạ đúng rồi. Bây giờ vẫn còn đơn phương. Dạ đúng rồi. Em vẫn còn cảm tình với người ta. Nói chung là cảm xúc thì không thể diễn tả. Thì khoảng thời gian từ 20 tuổi cho đến hiện tại thì cũng mười mấy năm rồi. Trời ơi, một cô gái quá chung tình. Mình nó yêu đơn phương mà sao trầm buồn quá vậy? Mình mong muốn có người yêu mình như thế nào nè? Chưa có nỗi buồn về tình yêu mà trầm buồn quá. Ước mơ của em là quen một bạn trai trên 1m7. Bởi vì mẹ em cao 1m53, quen bố em 1m73, cho nên em muốn con gái hơn mẹ là nhà hạnh phúc. Cho nên em hy vọng là đàn trai có thể cao trên 1m7. Rồi để qua coi. Chào nhà trai. Đó, nhớ rồi, hồi nãy cô đi lượn vòng rồi, nhà trai cao cao lắm. Có gì em không thích ở đàn ông không? Một người đàn ông mà nói không có giữ lời nè, với lại là đừng có khó tính, toan khở quá. Bên kia đưa ra tiêu chí vậy em thấy sao? Đáp ứng được không? À đây, 80%. 80% hả? Tự tin được rồi. Bây giờ mình muốn một người phụ nữ của mình như thế nào nè? Hình thức thì dễ nhìn này, càng tốt, chăm lo cho gia đình, đỡ được người đàn ông trong những công việc. Rồi. Thông cảm, hiểu được những cái hoàn cảnh hoặc những cái khó khăn của những người khác mà không cần nhất thiết phải người ta nói ra, mình có thể quan sát, mình có thể thấu hiểu được. Khó. Người tinh ý đúng không? Dạ. Cũng khó, không nói ra mà ta biết được khó lắm á. Đôi khi cũng phải nói ra ta mới biết được. Mình hỏi người thân đi. Em đi với ai bé? Dạ, bữa nay em đi với ba và các anh chị đồng nghiệp. Rồi, xin chào. Dạ. Chú. Chào nhà, chú. Nhà gái. Xin chào hai MC. Dạ, tôi thấy bạn nam như này thì rất tốt, nhưng mà tôi đề nghị là phải nhấn kèn để tí nữa mình gặp nhau thời gian nữa chứ. Dạ, mình nhấn kèn. Nhấn kèn đã, bắt đầu đó. Đầu tiên nhấn kèn đã. Dạ. Rồi bắt đầu từ từ là mình sẽ gặp nhau. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi chàng trai đi với ai? Em đi cùng với mẹ của em. À, dạ, ôi có... trời ơi, xui gia gặp có nhau. Bà có mẹ ha. Xin chào em Si Quyền Linh và Ngọc Lan. Cô cũng nói với mình đã đến đây là cũng giống như một cái sân chơi ấy, và đấy là một cái cơ hội để mình gặp gỡ các bạn gái. Thêm bạn thì mình cũng tốt, còn nếu mà đến được hôn nhân thì do hai con quyết định, bởi vì hai con sống cho hai con chứ không phải là bố mẹ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, vậy là cô ủng hộ hai bạn bấm nút đó. Rồi bây giờ chúng ta mở rào thôi. Mở rào. À, chào em. Dạ em chào anh. Đến đây anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. À, đây là quyển sách viết về du lịch, thì anh cũng mong muốn là em có thời gian để đi du lịch và cân bằng cuộc sống, có những trải nghiệm mới, vui vẻ hơn. Dạ, đó cũng là sở thích của em á. Dạ, không biết là anh có thích đi phượt bằng xe máy không ạ? Có, thì anh có xe đạp, anh cũng thích đi. Vậy còn leo núi thì sao anh ha? Chính xác luôn, anh cũng thích. Ồ, vậy là cùng sở thích với em rồi. Bình thường mỗi lần leo núi em có bạn leo, em leo một mình buồn lắm. Thì hiện tại ở trong thành phố cũng tiện nhiều, có nhiều nơi leo núi anh cũng biết. Nếu như thế thì anh có thể dẫn đi được. Dạ. Đây là bức tranh của em. Em đã vẽ cách đây 1 năm trước. Lúc mà người ta dạy vẽ, em quyết định là em sẽ vẽ em ngồi trên chiếc xe. Nhưng mà nếu là sự đi đâu cũng đi một mình thì buồn quá. Em quyết định vẽ thêm một chàng trai đứng kế bên cạnh cô gái đó. Và chàng trai đó, đó chính là anh ấy. Nhìn giống không nè? Nhìn rất là cao và cũng dáng có vẻ giống anh. Chị thấy là phía sau là có cái tấm thiệp thì phải. À, dạ đúng. Dạ đúng rồi, đó là một điều bất ngờ mà em dành tặng anh mà bị chị Ngọc Lan phát hiện ra rồi. Kỳ tinh mắt lắm. Để em đọc cho nha. Trong đây là tâm thư của em. Em viết một bài thơ riêng tặng anh, nhưng mà đông người quá người ta biết kỳ quá, cho nên thôi em lấy của người khác. Chích trong Vẫn Là Mùa Hạ Nhưng Không Còn Chúng Ta của tác giả Hiên. Nhà nên có hai người, một người pha trà, một người ngâm thơ,
Một người mộng mơ, một người thực tế, một người tinh tế, một người như trẻ nhỏ, một người không bao giờ từ bỏ, và người kia cũng không bao giờ buông tay. Dẫu thời gian đổi thay, thật may vì nhà luôn có hai người. Hay là anh ấn nút để chúng ta cùng về nhà chung được không? Bài thơ của em rất hay. Cảm ơn. Xin chào em, thì em nói em đi bằng máy bay, thế là em sống ở đâu? Dạ, em sống ở trên hành tinh này. Máy bay do ba em chở em, và là phi công viên, ba chỉ chở một mình em thôi. Giờ em cũng muốn đổi tài xế khác để ba chở mẹ, chứ chở em hoài cũng kỳ quá. Không biết anh có đồng ý chở em tiếp không ạ? Anh cũng đồng ý. Thì mà không biết scooter có đi đến được kịp trong hôm nay không? Dạ chắc kịp đó, nhà em cũng gần mà. Em thích có một người nào đó cùng em làm một trò điên rồ gì đó, ví dụ như là có thể đạp xe vòng quanh đất nước Việt Nam. Anh rất hâm mộ những bạn gái thích tập thể thao đấy. Thì có thời gian anh sẽ dẫn em đi, anh cũng có xe đạp ở nhà mà. Em cũng đang cần tìm bạn nhảy của mình á, nhưng em chưa tìm em được. Em trai có thích nhảy không? Dạ, có, em cũng rất là thích nghe nhạc và cũng có thể nhảy. Bây giờ hai bạn có thể nhảy một điệu, nào đó, xem có hòa hợp về nghệ thuật không? Em không có biết nhảy, anh có thể dạy em được không? Em học nhanh lắm. Được, nào. Dạ. Điệu gì cũng được hết. Chân phải, phải. Em lùi trước. Chân phải, lùi trước. À. Dạ. Rồi. Đấy, cái này thì nó cũng đơn giản thôi. Lẹ luôn, lẹ luôn. Dạ, cảm ơn. Rồi. Thế ví dụ mà người chồng mà sau này em cưới, có những lúc mà khó khăn hoặc là những lúc mà mệt mỏi, có thể là không làm em hài lòng, thì em sẽ xử lý như nào? Nói chung con người mà sẽ có lúc buồn, lúc vui, lúc này, lúc kia. Mình không phải là một người hoàn hảo, cho nên nhà em sẽ cố gắng vì người mình yêu mà thích nghi với tất cả mọi thứ để làm cho cuộc sống nó hoàn thiện. Thì hai bên sẽ cùng cố gắng thích nghi và cố gắng để thay đổi hoàn hảo. Thời gian tìm hiểu và đến khi hôn nhân thì theo em thì khoảng thời gian nào thì nó sẽ hợp? Dạ, khoảng một năm. Đấy thì nó cũng phù hợp. Em thì thích đông vui, nếu có thể được từ 2 cho đến 4 người. 2 đến 4 đứa đó được không? Ưu tiên chất lượng, không nhất thiết phải đặt số lượng ngay. Đấy. Dạ. Rồi bây giờ hai bạn ví dụ như cưới nhau về rồi ở đâu nè, ở bên nhà nào nè? Em thì làm dâu cũng được, ở riêng cũng được. Nói chung là người yêu mình ở đâu thì đó là nhà, anh ở đâu thì em đi theo đó. Rồi quan điểm về kinh tế, ai giữ tiền? Không biết quan điểm này của anh như thế nào ha? Người con trai vẫn là phải là trụ cột của gia đình, thì người con trai sẽ chi tiêu trong cuộc sống. Và người con gái sẽ có đóng góp tùy theo khả năng, có thể là... Nói vấn đề ai giữ mới quan trọng. Ừ, ai giữ tiền. Thực tế là bạn nữ rồi. Tại vì thứ nhất là con gái sẽ có nhiều việc để chi tiêu hơn. Và thứ hai là bạn lại là kế toán con số như vậy thì mình quá là chính xác. Bây giờ tất cả chúng ta đã trải lòng hết rồi. Những cái gì mình nói được hết rồi. Bây giờ em bước lên đây. Dạ. Tay kia đây. Rồi, chúng ta nhìn thẳng vào mắt nhau 30 giây, nãy giờ mình nhìn nhau, mình nói chuyện với nhau. Cảm xúc của các bạn bây giờ đối với nhau như thế nào? Thì trước chương trình thì anh cũng mong muốn được tìm cơ hội để tìm hiểu em thêm. Và có được thì có thể cũng tiến xa hơn. Dạ. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Dạ. Trời, về ghế ngồi, làm thủ tục thôi. Là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Bấm kèn hay không bấm kèn? Để tay vào nút bấm đi các bạn. Hai bạn sẽ suy nghĩ lại về những cái khoảnh khắc vừa rồi, về những cái trao đổi của chúng ta dành cho nhau, để xem là chúng ta có phù hợp với nhau hay không. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nhé. 1 2 3
hết thời gian. Chúc mừng. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau thật chặt, đan tay vào nhau, đừng rời xa nhau. Đó. Bây giờ trước ba với mẹ luôn, mình nói hứa gì với người lớn đi. Xin chào ba của bạn gái, kính chúc gia đình mình sức khỏe và có nhiều gặp nhiều may mắn, và tiếp theo là cho con được tìm hiểu bạn trong thời gian sắp tới. Con hứa sẽ làm cho bạn vui vẻ trong cái thời gian mà quen con. Con cảm ơn cô vì đã sinh ra một người con trai mà đúng mẫu hình tượng con đang cần tìm. Con hy vọng là con sẽ đúng là mẫu con gái của cô đang cần tìm. Dạ, con xin cảm ơn. Rồi, một nụ hôn đầu tiên. Dạ. Hôn vào má chứ không phải vào tóc. Vén tóc lên nhẹ nhàng nào. Ok, đây là những món quà dành cho các bạn. Giữ lấy bức tranh của bạn gái vẽ, những vẽ hình bạn trai đẹp thiệt. Rồi, các bạn xuống đi, tôi đưa xe xuống phụ cho. Đó. Chị cầm quà xuống cho em cho. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Không đâu vào đâu, chương trình này biết mình muốn đi với vợ. Người ta cũng muốn đi chồng thì dễ. Tôi chỉ thích thế thôi. Em đã ly hôn 5 năm ạ. Em ly hôn năm 2016. Còn em có một bé gái 32 tuổi ạ. Bé đã có gia đình 7 năm. Ba con sao? Ba con ở nhà đối với con là một người như thế nào? Ba con à? Ba con thì giống chân người mẹ. Cô biết là con rất thương ba đúng không? Tại vì đã mấy lần con kềm cái cảm xúc của con rồi. Xin mời nhà gái. Trời ơi, dễ thương quá. Mời nhà trai. Chào ạ. Rồi, xin mời nhà gái mình giới thiệu về mình chút xíu đi ạ. Dạ, em tên là Trần Thị Thanh Trúc. Em 54 tuổi ạ. Em là giáo viên đã về hưu. Là Trúc sinh năm 1967 ạ. 1967 tức là thua chị 1 tuổi. Vâng ạ. Em chị 1966. Dạ. Giờ hiện giờ là Trúc đang ở đâu? Dạ, ở với con em và ở quận mấy? Dạ, quận Bình Thạnh ạ. Ở quận Bình Thạnh. Vâng, mình đã về hưu rồi, là bây giờ cái này là mình làm công việc thêm của mình, vâng, đúng không? Ạ. Trời ơi, chào chị nhà gái nha. Dạ, chào anh Quyền Linh ạ. Chắc Linh nhỏ hơn chị, chắc cũng 4-5 tuổi gì đó. Rồi, xin chào anh, giới thiệu về mình ạ. Dạ, chào anh chú Linh. Dạ. Cô Hồng Vân. Dạ, chào anh. Tên bạn gái bên kia với tên thẻ khán giả, tôi là Nguyễn Văn Luyện. Dạ. Năm nay sinh năm 1962, năm nay 59 tuổi. Bây giờ xưng hô cũng khó nha, thôi xin phép là Quyền Linh gọi là anh cho nó trẻ đó nha anh nha. Dạ. Dạ. Anh là có điểm mạnh, điểm yếu gì ạ? À? Tôi thì điểm mạnh thì sống hòa đồng, vui vẻ, hay giúp người, công việc nói là làm. Còn điểm yếu thì hay quên. Dạ. Rồi, còn mình, Trúc nói cho anh nghe đi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, năng động, thích chia sẻ với mọi người. Còn điểm yếu của em là thẳng tính. Dạ. Dạ. Mình... gia đình mình sao vậy chú à? Đúng rồi, thì mình tôi nói sao? Là tôi có hai đời vợ. Thì ở một đời vợ trước thì được 1 năm. Dạ. Thì tôi thôi nay là ba mấy năm rồi. Dạ. Không nói lấy vợ sau. Thì ở được hai mấy năm thì bà ấy mất. À. Là mất ra đây là 8 năm rồi. Ở vậy 8 năm rồi. Mình có mấy người con rồi? Tôi có giờ là hai người vợ, là ba người con. Ba người con, giờ con nhỏ nhất là nhiêu? 27 tuổi. Lớn nhất? Lớn nhất là 36 tuổi. Dạ. Bây giờ là anh ở một mình hay anh ở với các con vậy anh? Con thì nó lấy với chồng nó ở riêng một đứa. Còn một đứa thì nó lấy. Thì tôi ở mình, thằng con trai ở với tôi. Mình ở đâu? Còn ở quận 11. Dạ. Còn cái thằng Úc 27 tuổi đi nước ngoài này là 5 năm rồi. Dạ. Rồi còn về phía mình thì sao hả Trúc? Dạ, em đã ly hôn 5 năm ạ. Em ly hôn năm 2016. Còn em có một bé gái 32 tuổi ạ. Bé đã có gia đình 7 năm. Và bây giờ là Trúc đang sống với lại con gái. Dạ, đang sống với vợ chồng bé. Ở trong hàng xóm không có ai mà có thể mình hợp, mình tìm đến chương trình hả chú? Tôi lại thích cái chương trình, biết sao không? Tìm ngoài cũng có, cái bà tàn là không đâu vào đâu. Cái chương trình này biết mình muốn đi lấy vợ, người ta cũng muốn lấy chồng thì dễ. Tôi chỉ thích thế thôi. Thích thế thôi, ai đăng ký cho chú vậy? Con gái. Con gái đăng ký hả?
À, để con quan xem nhà gái nha chú ha. Anh đi xe xương bằng anh cho ảnh trẻ trung chứ sao lại chú. Dạ chào chị. Dạ đó. Chào anh Quyền Linh. Chào chị. Chị Trúc muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào chị Trúc? Dạ anh đó biết chia sẻ, cảm thông, đừng có nhậu nhẹt mà hơi nam tính. Dạ. Ít nam nói. Tính. Mình cũng hy vọng rằng mình sẽ cùng nhau làm bạn tri kỷ trong năm luôn ha. Vâng, Trúc có sở thích là khiêu vũ. Khiêu vũ hả? Dạ. Anh có khiêu vũ được không? Không. Thì chỉ dạy khiêu vũ. Chờ anh ấy nữa mà có quen thật rồi về dạy tôi thì tôi biết khiêu vũ. Đúng rồi. Còn bây giờ thì không biết. Đúng rồi, bây giờ thì anh cứ từ để cho Trúc dạy anh. Giờ hình mẫu của anh muốn bạn tri kỷ trăm năm của mình như thế nào? Tôi thì cứ không có mơ mộng gì cả. Cứ người cứ cao khoảng 1m50 trở lên được rồi. Hả? Bây giờ người coi như là vui vẻ hai bên gia đình là được rồi. Dạ. Yeah. À. Biết gọi là biết trên, biết dưới, biết trong, biết ngoài. Đúng rồi. Em nghĩ là Trúc bên đây chắc là cũng phải 80-90% cái điều mà anh bên đây mong muốn. Vâng ạ. Bây giờ cảm ơn chị. Anh đi với ai vậy? Đi với anh chị hai. À, với con trai. Mấy một cô chị xui với của anh hai. À có chị xui nữa. À, có bạn của con trai luôn. Còn con gái thì nó nhỏ quá đi không được. Rồi bây giờ thôi anh hai nói trước đi. Hôm nay tôi cũng thay mặt cho thành viên trong gia đình gồm 5 người. Và chú Luyện đó thì cũng là một người cha rất mẫu mực và rất chung thủy với vợ con. Và cũng lo cho vợ con cũng như rất là tốt. Yeah. Và đây cũng là con trai của chú Luyện. Đã cũng rất ủng hộ ban chương trình cũng như cô Hồng Vân và chú Huyền Linh sẽ hoạt động tốt hơn và tạo cho nhiều những cặp sau này thành vợ chồng đại gia đình hạnh phúc cả nước. Và tôi xin cảm ơn. Cảm ơn chú. Cảm ơn ạ. Em cảm ơn ạ. Anh trai. Con trai, con trai nói. Có thể chia sẻ chút xíu với... Con chào chú ở đây cô Hồng Vân. Chào cô ạ. Con không biết nói gì nữa. Thấy sao? Con thấy cô sao nè? Con thấy cô được, tuyệt vời. Biết thiêu vũ kiểu đó là con khoái lắm. Con mong cô được dẫn ba con đi theo vũ hàng ngày. Cảm ơn con ạ. Ba con sao? Ba con ở nhà đối với con là một người như thế nào? Ba con à? Ba con thì dũng trang người mẹ. Cô biết là con rất thương ba đúng không? Tại vì đã mấy lần con kềm cái cảm xúc của con rồi. Nếu mà ba hạnh phúc là con sẽ hạnh phúc rất nhiều đúng không? Cảm ơn con. Điều gì với ba là con có thể nói với ba một điều. Con mong cô với ba được bấm nút ha. Bấm nút chia sẻ hàng ngày với nhau, người già. Đúng rồi. Đồng hành với nhau ha con. Ha. Cảm ơn con. Nhà trai, nhà trai. Bây giờ chị Bích ơi, chị đi với ai vậy? Dạ đi với cô bạn thân là Bích Vân ạ. Rồi, xin mời cô bạn thân. Xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Thị Bích Vân. Cũng sinh năm 1967, bằng tuổi Trúc. Hai đứa học chung hồi nhỏ. Cũng như bạn bè gặp lại thì Trúc kể hoàn cảnh gia đình như vậy đổ vỡ. Thì mình đi tìm chương trình bạn muốn hẹn hò và kết nối với Trúc để tìm mảnh vỡ còn lại cho Trúc. Tại vì hạnh phúc của bạn mình chính là hạnh phúc của mình. Cho nên hôm nay thấy chương trình đã ghép đôi cho anh Luyện với lại bạn mình xin Trúc thì mình rất là vui. Mà mình tin chắc rằng một khi ai đến chương trình bạn muốn hẹn hò là sẽ dính, sẽ không bao giờ mà tan vỡ nữa. Mình rất là ngưỡng mộ chương trình này. Rồi mình cũng đăng ký luôn đó. Mà mình đang chờ. Vậy hả? Mình cũng đăng ký, mình đang chờ đó. Thì mình tin rằng bạn mình hạnh phúc, mình sẽ hạnh phúc thôi. Thì nói tóm lại thì anh Luyện với chị Thanh Trúc rất là xứng đôi vào lửa. Hai người đã mảnh vỡ thì ghép lại sẽ thành nguyên vẹn thôi. Sẽ sống cuộc đời còn lại rất là hạnh phúc, sẽ bù đắp hết. Dạ, chúng tôi vẫn đang đi tìm một nửa mảnh ghép cho chị nha. Chị đáng chờ thời gian nữa nha. Dạ. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai anh chị gặp mặt. Mở rào. Xin chào anh. Lần đầu tiên gặp lại anh chẳng quá bông thì lúc nào cũng muốn em xinh đẹp như bông này. Dạ, em cảm ơn anh. Đấy, đưa chị cầm giùm. Đó, anh ơi, anh nhận cái bánh nè. Anh coi cái bánh là anh biết con người nè. Em tặng anh cái bánh kem. Dạ, nó có hình trái tim. Ý em muốn trao cho anh một trái tim đầy tình yêu thương của em. Dạ, cảm ơn. Hay quá. Nay em ở Gò Vấp ở đâu? Dạ, em ở quận Bình Thạnh, cư xá Thanh Đa. Thì bây giờ là chương trình này thì chẳng hạn như là anh gì, như em nhìn ban đầu thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh chất phác,
thật thà. Anh cũng nam tính như em thích. Vâng, cảm ơn em. Thì anh thấy em cũng đẹp gái, cũng xinh, thì mình cứ cho nhau cơ hội để bấm nút. Anh không biết nói gì đâu, còn khiêu vũ anh không biết khiêu đâu. Để... nói em có thể tập cho anh đứng đoạn. Dạ, đi không em... ít đứa về tập thì được, chứ giờ tập nhưng không giống ai như con sâu ấy, kỳ lắm. Không, tôi thử đoạn đi. Dạ, chút thử. Anh đồng ý không? Theo lời anh Linh đề nghị, anh đồng ý không? Không phải nhập với con sâu đâu mà. Thử đoạn thôi anh. Nào, thử đoạn đi. Không biết tập. Chạy đó, thử đứng lên đoạn đi nào. Dễ lắm. Xì lô gì đó. Đó, ôm tay sao? Dạ, đây là xì lô nè anh. Vai à? Đó, rồi. Đó, ôm eo chứ, ôm eo chứ. Ôm eo. Đó, đấy, đó. Hả? Đó là cứ nhúng qua nhúng dạ, lại cái nhúng qua nhúng lại thôi. Dạ, à theo cái điệu nhạc gì đó. Hát một bài nào đó xì lô đi hả? À, anh hát tặng cho. Không biết hát luôn. Thôi vậy hả? Vậy... anh không biết hát luôn hả? Đi hát tặng bài đi. Dạ em có bài thơ Sống của nhà thơ Xuân Quỳnh. Em xin đọc một vài câu trong bài thơ đó. Sống bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Những con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được, lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Rồi, cảm ơn. Bây giờ anh thấy trong lòng mình nó sao không anh? Thì cũng thấy rung rinh hết rồi. Rung rinh. Anh quá duyên dáng. Bây giờ anh thấy rung rinh hết rồi. Bây giờ hai người bàn đi coi là ví dụ mình bấm nút hẹn hò tới nay mình sẽ tiến tới xa hơn thì mình ở thế nào đó đâu. Dạ anh ở quận 11 mà đường nào ạ? À? Đường nào Đông Quỳnh á. Dạ, ở gần Đầm Sen ạ. À, kế Đầm Sen. Thôi mình cho cái cơ hội đi. Rồi lấy nhau thì ví dụ là cái chuyện đó thì cứ để từ từ tính. Dạ. Để hai bên cho nó nhão nhuyện hết thì bắt đầu bước tới. Nhão nhuyện là cái gì anh? Đâu, để thơ sâu vô tình yêu nó thâm đạt nhiều đúng hơn rồi bắt đầu đó. Mình mới tính tới. Đúng rồi, hiểu tới. Nhau nhiều hơn ha. Bây giờ mà mới đầu như là mình nói là sao nói được. Ê, từ thế này thì mình cứ làm bạn để dựa nhau về nút già ốm yếu thế thôi. Là con với cha không bằng bà đấy ông. Đấy, con bây giờ biết mình một người bệnh mà con nó nghỉ làm cũng không được. Thì chỉ có hai người già mà nuôi nhau mới được thôi. Rồi, chị có mong điều gì ở chỗ anh không chị? Dạ, em mong là anh sẽ trao cho em một tình yêu và một sự quan tâm hoàn hảo nhất. Anh sẽ trao. Anh trao nhá. Cảm ơn anh. Mà anh ơi, em cảm giác chút đó, nó hơi lãng mạn đó. Cho nên là anh tập lãng mạn đi. Thì từ từ đi, mình bỏ cái lãng mạn. Không, anh phải cập nhật thêm lãng mạn. Anh cùng lãng mạn. Bây giờ trẻ còn lãng mạn còn nhảy nhót. Chứ nói già mà nhảy nhót là té chết đấy. Dạ, nhưng mà thấy anh tặng hoa là em thấy anh lãng mạn rồi đó. Em thấy anh mà tặng hoa. Con gái nó mua. Nó mua. Là tôi chợ đấy có con mua hết cho bà hết. Con gái ví dụ mà không phải gái mua mà nếu anh là người đi mua quà anh sẽ mua cái gì tặng cho Trúc? Thì cũng mua hoa mà không biết đâu hoa gì thôi. Cũng ra người ta bán gì thì mua cái đó. Đúng. Bây rồi. Giờ hẹn hò đầu tiên anh sẽ hẹn hò chị Trúc ở đâu nè? Bất cứ ở đâu cũng được, không có quan trọng. Sao không rủ đi Vũng Tàu hay đi biển hay đi Đà Lạt rồi cho vui? Thì cái chuyện đấy từ từ. Cái gì cũng phải từ từ chứ như gấp quá cũng không có được. Tôi thấy chương trình có hai vé phim thì tôi là cái đó là ngày đầu tiên mình sẽ gặp hai đi. À, có vé phim hồi đó. Hồi đó chương trình có vé phim giờ hết rồi. Bây giờ có vé kịch Hồng Dân thôi. Còn không là em mời anh cái vé đi xem kịch, hai anh chị đi xem kịch. Kịch kinh dị đi đặng cho bà sợ, cái bà hết hồn, cái bà ôm anh. Chị Trúc chị thích gì chị nói cho tôi được quá những người ôm thôi à. Đấy, à. Anh đi coi kịch kinh dị cho em. Thế là em kêu mấy bạn hùn cái là Trúc hết hồn, Trúc ôm anh. Thì mình ôm nãy cái gì đâu. Đấy. Chị Trúc thích gì này nói anh nghe đi. Dạ thích được anh che chở, bảo bọc à, anh là bờ vai cho em nương tựa về sau. Rồi, được, cái đấy. Cái đó tốt, cái đó là anh dư sức à. Bây giờ chắc hai anh chị để tay nút bấm đi. Đúng rồi. Mình quyết định. Chị Vân lo mối này đi chị Vân. Lo bây giờ là em nhỏ em không dám. Thực sự là tới giờ phút này là không có gì phải lo nữa rồi. Bởi vì là anh chị đã tìm ra điểm chung rồi. Em đếm 3 tiếng rồi là hai người. Thứ hai tôi bấm rồi đó. Anh thậm chí tiếng đầu tiên anh bấm cũng được nữa. 1. Đấy thấy chưa. 2. Rồi đó xong. Đó, nắm tay liền. Đấy, bây giờ anh không cần phải xin phép ai cả. Đúng rồi. Và bây giờ anh chỉ cần xin phép Trúc cho anh hôn. Nụ hôn đầu tiên trên má em. Xong. Giờ hôn ngay. Vâng ạ. Đấy.
Đây là cặp đôi đầu tiên không cần phải xin phép ai cả. Không phải xin phép ai. Không ai lớn hơn họ để xin. Đấy. Trúc ơi, chị nghĩ là có qua có lại mới toại lòng nhau, em hung anh cái đi. Vâng ạ. Đấy. Em xin anh. Đấy. Dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cái này chắc cú rồi. Chắc cú rồi, chắc cú đây. Phải như thế mới được, như đinh đóng cột. Anh chúc anh chị hạnh phúc nha. Đây để em đem bánh kem xuống cho. Bây giờ thì sao? Bây giờ ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Thích đơn phương thôi. Ủa sao thích đơn phương kỳ vậy? Dạ kiểu như mình thấy mình không hợp, nói chung mình tự ti, con hơi tự ti tí thì con không có định tỏ tình. Anh này đúng không? Rồi được rồi, để chỗ tôi coi giống anh này không? Về liền là đó. Anh này nè. Rồi. Giống không anh này nè? Con khác cái mặt à chú ơi. Khác có cái mặt à. Còn em mà kiểu mình ít nói vậy thôi, nhưng mà khi mình quen rồi chắc em nói hơi bị nhiều. À mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời đi trai. Dạ trai. Sao có căng thẳng không vậy cưng? Hơi căng thẳng đúng không? Hãy thoải mái lên để cùng trò chuyện với nhau nào. Chia sẻ coi nào, mình tên gì, mình ở đâu nè. Dạ chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Chào em. Chào bạn Nam, em là Phan Thị Thanh Nhàn. Thì em sinh 96, hiện tại 25 tuổi. Mình làm việc tại Hồ Chí Minh, quê ở Bến Tre. Hiện tại thì em làm công việc là về ở bên mảng ngân hàng mà sale về dạng vay á chị. À, mai mốt tôi tới vay là nhớ ưu tiên tôi nghe không? Dạ, có cần thì cứ liên hệ em. Ok, đó, xin mời nhà trai ạ. Dạ, xin chào chú Quyền Linh ạ. Chào cô Hồng Vân. Chào cưng. Chào bạn nữ kế bên và toàn thể quý khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay ạ. Con tên là Nguyễn Quốc Việt, con năm nay 29 tuổi. Con đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con làm kỹ sư xây dựng ở quận 12 ạ. Kỹ sư xây dựng làm quận 12? Dạ. Quê ở đâu? Dạ con quê Tiền Giang ạ. Tiền Giang là huyện nào? Dạ Cai Lậy ạ. Cai Lậy. Rồi bây giờ là nhà gái cho nhà trai biết một chút ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ thì nói về ưu điểm của em thì chắc biết nấu ăn, tính cũng hiền, sống cũng thoải mái, lạc quan. Quên những cái chuyện mà mình buồn á, dễ quên lắm. Dễ quên, sống dạ, rất là tích cực đúng không? Dạ. Rồi còn cái khuyết điểm là gì nè? Khuyết điểm thì chắc là ban đầu ai tiếp xúc em cũng thấy là em là người ít nói. Với lại em cũng kiểu mà hay giận chị. Hay giận vậy thôi, giận nhưng mà thường á, giận lâu không? Hay giận rồi tự quên thôi. À vậy đó. Dạ. Giận tự quên được, giận chị quên tự lòng hòa luôn. Ừ, tự lòng hề luôn. Dạ. Với lại chắc hơi nhạt xíu. Hơi nhạt á hả? Dạ, đúng. Không, nhạt hay mặn là để người đối diện người ta chút xíu người ta sẽ có cái nhận xét nha. Rồi mời bên nhà trai. Dạ, thưa cô Hồng Quân á, là thì điểm mạnh của con á là con cũng hòa đồng, vui vẻ, có trách nhiệm cho công việc, nhiệt huyết. Nói chung thì con cũng biết chơi thể thao, rồi ca hát. Điểm yếu của con thì con cũng giống như bạn nữ là con nói chuyện hơi nhạt. Dạ. Hai bạn tự nhận thôi à. Dạ. Thôi con hát bài thôi coi. Hát bài cho nó sôi động lên coi nè. Nhưng mà con hát một bài nó không có được vui, nói chung hơi buồn. Thôi kệ con đi. Con chuẩn bị có một bài à cô. Không sao đâu, tại vì con biết sao, chưa mở rào con có quyền hát nhạc buồn nghe. Thôi con cũng góp vô một bài hát. Bài Bông Hoa Đẹp Nhất ạ. Mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. con quên lại. Hơi rung chú. Dạ. Bạn bên đây sẽ là bông hoa của con nha. Đúng rồi. Dạ. Ăn thua do cái gọi là bản lĩnh của con sau khi mà cái rào được mở ra. Dạ. Đúng không? Đừng có hát lộn bài bông hoa này là của chung. Rồi vậy bây giờ con nói đi, con có mấy mối tình rồi? Dạ thì chính thức thì con không có mối tình nào ạ. Tại chính vì thức con là chưa đúng không? Dạ con thích đơn phương thôi. Ủa sao thích đơn phương kỳ vậy? Dạ kiểu như mình thấy mình không hợp, nói chung mình tự ti, con hơi tự ti tí thì con không có định tỏ tình. Lúc mà nói ra thì người ta giờ gần như lấy chồng mà, thường là vậy. Thôi giờ có đừng nói con ơi. Nói là tao lấy chồng hết luôn à. Dạ. Có nghĩa là bây giờ khi mà con đến chương trình này á là sẽ không có được đơn phương nữa nha. Dạ. Không được tự ti nữa nha. Dạ. Và con phải xác định rằng cái bông hồng đó là của con nghe không? Dạ. Vậy là con mong ước là cái mẫu người bạn gái của con sẽ như thế nào? Dạ thì con thích một người phụ nữ thì dịu dàng á,
dễ thương, có nụ cười tỏ nắng. Tính tình thì hiền lành đó, hiền con lành, biết lắng nghe chia sẻ đó con. Nhiều khi con cũng hay kể chuyện cuộc sống đời tư nhiều á. Thì con kể ra con sợ mấy bạn chạy. Phải biết trẻ sẻ chia tâm sự ha. Về ngoại hình á, thì con có cái mẫu hình lý tưởng nào ở ngoài đời không? Cái mẫu hình của con á, thì con thích các bạn nữ á, thì là dáng mảnh mai á, cao trên 1m55, tóc đen, tóc dài, kiểu giống như là anh chị em ở miền Tây mình á. Thích miền Tây. Con gái miền Tây đúng không? Mảnh khảnh, tóc dài ha. Ông chờ nha, tôi ú hoàng cái ông coi bên tôi có tỏa nắng hay không nha. Con gặp chú Linh con cười liền cho cô nghe không? Rồi 1, 2, 3 gặp đi con. Chờ chút. Tỏa. Rất tỏa, thấy chưa? Xinh rồi nha. Bé 25 tuổi đó. 25 tuổi, trẻ trung, năng động. Bên đây là chưa có mối tình nào hết, chỉ yêu đơn phương thôi. Còn mình thì sao nè? Mình có mấy mối tình? Dạ, thì em cũng cũng giống giống vậy. Giống giống vậy hả? Chưa có mối tình nào chính thức. Chưa luôn hả? Dạ. Hay rồi nha, hai bên này hay à. Mà lý do tại sao vậy ta? Xinh xắn, đáng yêu như thế này mà nghề nghiệp lại ổn định nữa. Tại sao lại chưa có mối tình nào? Mình khó quá hay gì? Giống như em chưa thấy ai thích hợp đó chị. Vậy hả? Vậy giờ sao là thích hợp nè? Cái đó tùy vào cái nhìn đầu tiên á. Em thì muốn tìm người về ngoại hình thì ưa nhìn. Rồi tính tình thì vui vẻ. Với lại là mình có trách nhiệm. Em không thích á là mình đừng có một dạng mà gia trưởng, một vũ phu. Về cái tính cách á thì chín chắn xíu giúp. Tôi nhìn mấy cô này tôi biết là hay mê phim Hàn Quốc lắm. Đúng không? Con mẫu hình giống ai coi? Em cũng là một fan girl. Em thích nhóm nhạc. Nhóm gì nè? BTS à hay gì? Nhóm WANNAONE. Mà nhóm bây giờ tan rã rồi nên em cũng hạn chế lại. Hạn chế lại WANNAONE. Bên đây là tỏ tình cô nào cũng đi lấy chồng. Bên nào thích nhóm nào nhóm nó tan rã. Đây nè đó. Em cũng có mang ảnh nhưng mà em chỉ là dạng mà mình thần tượng thôi. Đâu đưa lấy coi đi. Đâu rồi thích anh nào? Anh này. Anh này đúng không? Rồi được rồi, để chỗ tôi coi giống anh này không? Về liền nè đó. Anh này nè. Rồi. Giống không? Anh này nè. Con khác cái mặt à chú ơi. Khác có cái mặt à. Thôi kệ, đó là gọi là hình dung lý tưởng thôi. Thôi hỏi đi với ai đi. Rồi. Cưng đi với ai nè? Dạ thì em đi chung với nhóm bạn của em. Dạ em chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân. Thì con là bạn của chị Nhàn. Nhàn là một người tuy là nhìn bề ngoài có vẻ ít nói nhưng mà Nhàn có vẻ sâu sắc. Nếu mà anh muốn tìm một người lắng nghe thì chị Nhàn sẽ là một người dễ lắng nghe. Còn anh thích nụ cười tỏa nắng á, thì hy vọng là anh sẽ tạo cho chị Nhàn nhiều cái trường hợp để chị Nhàn có thể cười tỏa nắng. Và em hy vọng là hai anh chị đến đây đó là một cái duyên rồi, thì hy vọng là hai anh chị sẽ tạo nhau một cơ hội để mình tìm hiểu với nhau xem mình có hợp nhau hay không. Xin cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn em. Con đi với ai vậy? Dạ con đi với bạn thân của con. Cũng bạn thân luôn. Bạn thân đi ghi ghét chép dữ lắm luôn nha. Đây tôi để ý từ đầu là ghi từng chi tiết, tóc dài đeo kiến ha. Thì mình nhận xét bạn Nhàn á, đầu tiên á là hai người quê ở gần nhau, thứ hai á là hợp tuổi nữa, và thứ ba á là có nụ cười tỏa nắng. Mình cảm thấy là hai người rất hợp nhau, nhưng mà để tiến tới dài lâu á thì phải có dành thời gian để tìm hiểu. Thì mình mong hai người đến đây á sẽ cho nhau một cơ hội. Nãy giờ thấy nhà trai ghi gì vậy? Ghi giúp bạn về sở thích của bạn nữ. Ghi về nhắc ghi về sở thích để lúc cua đó người ta đoán ý được, ghê thiệt chứ. Trời chiến lược hết rồi, có chiến lược chiến thuật hết trơn rồi, ghê thiệt. Theo có người ghi chép gì sở thích luôn. Dạ đúng rồi. Ơi được á, có chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt, mở rào. Tôi xin gửi tặng không? Dạ, tặng em một món quà. Rồi mở ra đi cưng, dạ, mở ra nào. Món quà tặng anh. Rồi cảm ơn em luôn. Dạ, rồi. Em cứ mở ra xem món quà anh tặng thì có hai món. Là cái món đầu tiên á là cái quyển sách Ai là thầy thuốc tốt nhất cho bạn. Rồi cái thứ hai á là cái vòng đeo thông minh. Thì anh cũng có sở thích á là ban buổi chiều á anh hay đi bộ á, anh hay đeo mấy cái vòng thông minh á để mình đi vòng vòng mà mình đếm sức khỏe mình á. Thì anh tặng cho em để mong là mỗi buổi chiều á thì hai ta có thể đi bộ trong công viên hay là gì đó để tập thể thao. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi còn quà của bạn gái là gì nè? Một cái lọ thủy tinh với những cái tờ giấy note á.
Cái lọ này thì người ta thường hay kêu là lọ điều ước á. Mình viết những cái kỷ niệm hoặc là những cái điều mình muốn chia sẻ thì mình có thể viết vào đây. À rồi, dạ. Đúng rồi. Rồi. Rồi, để qua anh đây đi cưng. À, em có nhận xét gì về anh nghe từ lần đầu gặp không? Em thấy anh cũng có vẻ là hiền. Mình cũng ít nói, chắc là mới gặp mình cũng ít nói như em á. Đúng rồi, thường thường thì ít nói lắm. Trong công việc thì mình có thể nói này nói kia, nhưng mà sau cái công việc thì cũng ít nói lắm, kiểu như cũng sống nội tâm á. Còn em là kiểu mình ít nói vậy thôi, nhưng mà khi mình quen rồi chắc em nói hơi bị nhiều. À, như vậy là em cũng dạng là mình kiểu như mình lắng nghe chia sẻ. Anh hay kể chuyện, nhưng mà anh kể chuyện nó hơi buồn thôi à. Dạ. Sao cứ kể chuyện buồn rồi hát nhạc buồn hoài vậy trời? Con không biết, nhưng mà con thích nghe nhạc buồn lắm con. Vậy hả? Con nghe nhạc của Hoài Lâm á. Con hát những cái bài muốn đó. Làm chi em ơi. Dạ, đúng rồi. Đó là một cái người đằng sau lưng cũng thích nghe cái nhạc đó dữ lắm. Duyên. Dạ. Rồi còn cái này là gì? Hợp đồng yêu thương là sao đây? Ờ, đánh máy rõ ràng vậy đó hả? Rõ ràng luôn. Giống như bay ngân hàng của ai vậy? Dạ, của em. Nhà nữ nè, đây. Rồi, đây. Rồi em đọc coi gì vậy? Dạ, giống như là em muốn gửi đến bạn trai là nếu mà mình có bấm nút ra về á, thì em muốn gửi tới một số cái thỏa thuận ban đầu thôi. Giờ mình đọc thử coi nè, 1, 2, 3 đôi điều coi nè. Dạ, để em đọc cho. À, hôm nay vì một mục đích bền vững, vui vẻ, hạnh phúc, chúng tôi gồm nhà gái Phan Thị Thanh Nhàn, nhà trai Nguyễn Quốc Việt, thỏa thuận đôi bên vì tội cố tình gây thương nhớ của đôi bên, chúng tôi sẽ đi đến giai đoạn tìm hiểu và có thể tiến xa hơn bằng một tờ giấy kết hôn với những thỏa thuận ban đầu như sau. Hai bên có quyền có không gian riêng tư, tất nhiên là chính đáng và trong sáng. Cả hai có quyền hủy buổi hẹn khi có việc đột xuất không thể nào sắp xếp, nhưng phải báo trước ít nhất 1 giờ để đối phương có phương án thay thế khác. Cả hai phải chung thủy, nếu lỡ một bên say nắng thích một ai đó thì bắt buộc phải nói ra, không được nói dối giấu giếm, để cùng nhau tìm cách giải quyết. Điều 4, cả hai cần chia sẻ không chỉ là niềm vui mà cần cả những nỗi buồn để được thấu hiểu, san sẻ và gắn kết nhau hơn. Điều 5, cần tôn trọng sở thích của đối phương, sở thích lành mạnh. Điều 6, bên A đôi khi hay giận hờn vu vơ, mong rằng bên B đừng giận lại, bên A sẽ tự làm hòa thôi mà. Điều khoản thi hành là hợp đồng này có thể được điều chỉnh bổ sung thêm, có sự thống nhất của đôi bên. Việc ký vào hợp đồng này xác nhận tôi đã đọc, hiểu và đồng ý thực hiện những điều khoản trên. Hợp đồng này chia làm hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản có hiệu lực kể từ ngày ký. Làm ngân hàng quen. Rồi để ra đi, dạ. Hồi hai đứa trao đổi, dạ. Nếu được thì ký vô. Trời, hợp đồng trái tim mà không ha, dạ. Nhìn đẹp ghê. Em cũng hay thường ghi cái đó hay sao? Kiểu như mình phải làm đúng mới được hả hay sao? Dạ không, kiểu như em là mình tham khảo thôi, mang tính chất tham khảo thôi. Còn về cái cứng nhắc như vậy thì mình có thể là mình chỉnh sửa, mình dung hòa lại nó phù hợp là được. À, nói chung thì là anh đáp ứng được khoảng hơn 50% những cái đó của em yêu cầu ra rồi. Dạ. Em tiến tới hát một bài gì đó em thích nãy em chuẩn bị đó tặng cô gái đi. Dạ. Rồi mình tiến hành bấm nút thôi. Cho xin nắm tay cái hát một bài. Hát cái bài Tâm sự tuổi 30 của Trịnh Thăng Bình. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, do anh khó hay cuộc đời khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Đó. Mời bạn gái. Phải bài này mới được chứ. Ký luôn hả chú? Đứng đây. Chưa. Đây là bản hợp đồng của nhà gái soạn. Nếu hai bên đồng ý thì nó đồng ý. Đồng ý hết chúng ta ký vô. Họ bấm nút. Còn họ không ký thì họ bấm nút luôn. Bên bè. Thích bên nào đó rồi ký. Dạ. Bên bè. Ký tên. Hai bên đã ký hợp đồng hôn nhân. Bạn của hẹn hò chấp nhận. Ngồi xuống ghế bấm nút. Dạ. 1 Để đây. 2 Để tay vô đây. 3 Bắt. Rồi đó. Thủ tục thôi. Hãy nắm tay nhau. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau bằng bản hợp đồng hôn nhân rồi. Dạ. Bây giờ là mình có nhà gái đang xem chương trình.
nói gì với hai bác? Dạ, ở sẵn đây thì con cũng xin phép hai bác cho con làm quen và hẹn hò với em Nhàn. Thì con hứa có trách nhiệm với những lời mình nói ra thôi. Dạ, con xin phép con được hôn em Nhàn. Hôn luôn, xin luôn, hôn luôn kìa, dạ. Chưa được quyền của bà mối cho. Xin hôn luôn. Coi lâu lắm rồi. Rồi dạ, thôi, cho hôn đi. Xin phép. Để lấy món quà mà chúng ta đã tặng nhau trong ngày gặp gỡ đầu tiên. Đây là hợp đồng tiền hôn nhân của con. Nhớ nha, làm theo hợp đồng nha. Dạ. Chúc mừng hai đứa. Dạ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn hai bạn. Xin mời hai bạn đi bên này. Dạ. Đáng yêu quá. Em cảm ơn chị Hồng Vân. Không có gì em, vui quá ha. Rất là vui. Thật sự chương trình Bỗng Hẹn Hò càng ngày càng chứng tỏ là cái chương trình này càng ngày càng uy tín. Từ những cái bạn mà quá nhỏ, ví dụ như mới 22 tuổi nè, thậm chí là 20 tuổi nè, cho đến những anh chị lớn như vậy vẫn tin tưởng hoàn toàn vào chương trình của mình. Chú kia sao không lầm luôn. Đó. Kiểu như là chọc ghẹo hoài, vẫn hoài ngay lắm. Tả sao giống tôi quá trời. Tôi thấy ai giấy tôi hay chọc hoài luôn vậy đó. Nếu bạn gái mà muốn làm dâu thì ở với ba mẹ, còn không muốn làm dâu thì ở nhà riêng. Trời ơi, anh thấy em cũng hợp với anh. Anh làm bên nhà đất, em làm bên kế toán là kiếm tiền chắc cũng nhiều lắm. Em cũng hy vọng là hai đứa mình cho nhau một cơ hội. Mời nhà trai. Mời đi anh trai. Mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan. Dạ. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Minh Nhật. Năm nay em 29 tuổi. Em làm việc và sống tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 6. Nhật làm gì Nhật? Dạ, em làm thợ cắt tóc nam. Kim mua bán, giới thiệu nhà đất cho cha mẹ. Thợ bất động sản hả? Dạ. À, giỏi. Rồi, mời nhà gái. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Em chào bạn nam bên đó và chào quý vị khán giả. Em tên là Thẩm, sinh năm 1995, nay em 27 tuổi. Em đang làm kế toán ở quận Tân Phú. Bây giờ Nhật nói mình có ưu điểm, khuyết điểm gì đi. Dạ, ưu điểm của em là chiều chuộng bạn gái, không hút thuốc. Hay. Không nhậu nhẹt, không cờ bạc. Có chí cầu tiến. Khuyết điểm của em là không thích bạn bè giỡn quá chớn, chữ thề, chữ tục. Rồi. Rồi giờ mình nghe ưu điểm với khuyết điểm của nhà gái nè. Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, sống tình cảm. Còn nhược điểm thì có, tại em làm kế toán nên có đôi khi hơi khó tính. Chệt một con số là mình cũng mệt nữa. Dạ. Cái tật xấu khuyết điểm gì không Nhật? Dạ, tật xấu của em là hiền. Ủa? Hả? Hiền mà làm gì tật xấu? Do đó mà bạn bè hay... Ăn hiếp hả? Giỡn quá chớn em không thích. Không có giỡn nhây không? Có lầy không? Dạ có hơi hơi. Dạ có hơi hơi. Có hơi hơi đó. Có chữ thề không? Dạ không. Giỡn nhây là giỡn sao? Nó giỡn sao mà nhây vậy? Kiểu như là chọc ghẹo hoài, giỡn hoài nhây lắm. Tả sao giống tôi quá trời. Tôi thấy ai giấy tôi hay chọc hoài luôn vậy đó. Ê à, tôi nói cho biết nha, nhà trai tôi á rất là dễ thương luôn. Ưu điểm quá trời luôn á. Mà tại sao ế ta? Tại vì hiền. Chào chị. Dạ chào nhà trai. Chị Lan thấy là em có cái ưu điểm rất là tốt luôn. Đó là chiều chuộng bạn gái. Đúng nè rồi. Hiền lành nè. Sao mà mình không có bạn gái? Dạ có bạn gái, có trải qua hai mối tình rồi. Hai mối rồi. Mình chăm người ta quá mà sao chia tay? Dạ tại vì đó còn nhỏ quá nên chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình. Mối thứ hai thì năm đó em 26 tuổi. Ham chơi, bạn gái của em thì muốn lập gia đình rồi. Nên lập gia đình với người khác. Trời đất ơi. Còn em ham chơi nên chưa muốn lập gia đình. Giờ là lập liền không? Có duyên đến với nhau, quen nhau thì khoảng cuối năm. Cuối năm làm luôn ha. Dạ. Lại ai vậy đó hả? Dạ. Có chuẩn bị gì lấy vợ chưa? Dạ có chuẩn bị ít tiền dành dụm để cưới vợ. Khá khá chưa? Dạ khá khá rồi. Mua được nhà chưa? Dạ có nhà riêng rồi. Dạ có nhà riêng rồi. Trời ơi giỏi quá. Quá trời giỏi. Vậy là cái tiệm tóc là ở nhà riêng luôn á ha. Dạ đúng rồi. Tiệm tóc là của nhà riêng luôn hả? Dạ. Trời ơi giỏi quá. Nhà trai tôi đủ hết rồi đó. Được chưa? Được, chịu. Chịu ha. Chịu liền luôn á. Rồi. Nếu bạn gái mà muốn làm dâu thì ở với ba mẹ, còn không muốn làm dâu thì ở nhà riêng. Trời ơi. Trời ơi. Quá trời hay luôn, quá đất luôn. Con chào chú. Rồi chào con gái. Dễ thương ha. Nãy giờ nghe chàng trai kia nói vậy
mình có thấy đạt tiêu chuẩn của mình chưa? Dạ có ạ. Có hả? Nhiêu phần trăm? Dạ còn phải tiếp xúc nữa thì mới biết. Tiếp xúc nữa. Còn mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ con muốn một người yêu là điềm đạm, chững chạc mà phải hài hước nữa. Anh hài lắm đó, giờ nói cái gì cũng vui chân á. Dạ, cao hơn con là được. Cao hơn luôn. Cao hơn mà còn bự hơn. Bự hơn nữa, được không? Dạ được. Ừ. Mà hồi đó giờ trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em 2 mối ạ. Cũng bằng bên kia luôn. Dạ. Sao chia tay 2 mối đó? Mối đầu tiên thì lúc sinh viên thì lúc đó còn nhỏ quá thì cũng hơi bất đồng. Bỏ qua. Dạ, còn mối thứ hai thì cách đây cũng 2 năm rồi. Tại vì không hợp tính đó chị. Ừ. Nói sao mà không hợp tính? Thì kiểu bạn còn con nít hơn em đó nên em không có. À, thích phải lớn hơn mình đúng không? Dạ. Chững chạc hơn mình. Dạ. Rồi, được rồi. Bên kia là thôi công việc kiểu đó thì biểu làm sao mà không chững chạc được. Giờ cuối năm lấy chồng được chưa? Dạ được. Được rồi đúng không? Tại vì nhà em cũng hối quá. Hối quá? Ai hối vậy? Mẹ hối. Mẹ hối. Này mẹ có đi không? Có, mẹ có đi. Rồi hỏi mẹ luôn. Đó. Dạ chào mẹ. Chào cô Ngọc Lan, chào anh Nguyên Linh. Tôi cũng từ Quy Nhơn vô hồi hôm qua. Vô với bà ngoại với em gái của Thẩm. À. Dạ chào ngoại. À, rồi đi cũng muốn cho con nó cũng có một cái nơi mà lập gia đình rồi cho nó ổn. Cháu trai thì thấy cũng được, hiền lành. À, thì thấy cũng hợp. Chào ngoại. Ngoại nhiêu tuổi rồi? 84. 84 hả ngoại hả? Đi từ Bình Định vô đây để kiếm cháu rể đó hả? Ngoại thấy cháu rể này được không? Thấy cũng được đấy mà không biết theo ngày sau chứ nó có ở với cháu mình gặp được phải không? Được á ngoại. Tùy à, tùy cho nó giờ vợ chồng là phải hợp ý với nhau. Dạ. Nhờ chú với cô thì hợp tác giùm cho hai đứa nó cho tùy hả? Rồi cảm ơn ngoại nhiều nha. Em đi với ai Nhật? Dạ em đi gia đình của em, đi với ba mẹ với lại chị cháu em. À dạ. Có ba mẹ đây luôn rồi. Rồi, mời nhà trai. Xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Chào bác, và chào chị bên nhà gái. Chào cháu. Dạ, con chào chú. Nhật thì hiền lắm, chăm chỉ làm ăn lắm, cầu tiến lắm. Tại tôi là người nhà đất mà, thì em cũng đang học hỏi nghề của tôi. Còn riêng ba thì ba thấy cháu gái bên đây thì cũng dễ thương, hiền. Thì bác mong hai cháu cho nhau cơ hội. Dạ. Mình xin hết rồi. Bây giờ đại diện nhà trai á, dù sao nhà gái tương lai cũng đi từ Bình Định vô đây. Mình có vài câu nói gì với nhà gái đi nhà trai. Dạ, chào bác, chào chị. Ý tôi thì nếu mà được tụi nó hợp nhau, thương nhau thì có thể là đây tới cuối năm gia đình tôi sẽ bước đến. Lẹ quá. Giờ đây gặp anh chị và hai cháu đây thì cũng như là có một cái duyên. Thì cũng xin anh chị với cô Ngọc Lan và chú Quyền Linh mát tay, mát lòng, tác hợp cho cháu càng sớm càng tốt. Dạ. Con cũng lớn rồi. Chị ơi, gia đình tôi thì ít con lắm, có 2 đứa thôi. Nhưng mà chị của nó thì có nhà riêng rồi. Thì tùy theo cháu thôi, nếu mà tụi nó hợp nhau, muốn ở riêng thì ở riêng, ở chung thì ở chung. Dâu là con mà. Ừ. Rất là dễ, chỉ cần dâu biết đi làm là được rồi. Còn vấn đề khác thì khỏi quan tâm tới. Vậy là tốt rồi. Dạ. À, hai ông bà xui tương lai cũng đã nói chuyện với nhau rồi ha. Để hai đứa nó gặp nhau để coi sao rồi mình hỗ trợ để hai đứa nó tiến xa hơn ha. Bây giờ thì mở rao. Bắt đầu đi Nhật. Anh có món quà tặng em. Chúc em luôn xinh đẹp như hoa này. Cảm ơn anh. Dạ, em tặng anh những sách ạ. Những sách hả? Dạ. Đắc nhân tâm. Hy vọng là anh sẽ thích món quà của em. Anh rất thích. Mình đến đây gặp nhau là một cái duyên rất là lớn. Nên anh cũng mong chúng mình cho nhau cơ hội để đến với nhau, tìm hiểu nhau. Rồi, hai bạn về chỗ nào? Em thấy anh sao? Dạ em thấy anh cũng được, rất là phù hợp với cái tiêu chí của em. Em thích người to hơn em vậy đó. Anh thấy em rất là xinh. Em cảm ơn anh. Anh hứa với em anh sẽ giảm cân được. Không, em chỉ cần là khỏe mạnh thôi. Còn cái chuyện giảm cân hay không thì không cần thiết. Nhưng mà
Em tìm một người khỏe mạnh, biết quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em thì người đó là anh. Người đó là anh. Anh thấy em cũng hợp với anh. Anh làm bên nhà đất, em làm bên kế toán là kiếm tiền rất nhiều mà. Em cũng hy vọng là hai đứa mình cho nhau một cơ hội để mà tiến tới. Thường là anh rảnh ngày nào? Anh thì rảnh anh sắp xếp được. Nếu mà em gọi anh là anh có mặt liền à. Tại vì em thì đi làm giờ hành chính, em chỉ nghỉ vào thứ bảy chủ nhật thôi. Cuối tháng thì em hay tăng ca, cho nên là cũng hơi, những ngày đó thì có hơi khó chịu xíu, thì anh có chịu được không? Được chứ. Anh sẽ đem đến niềm vui và hạnh phúc cho em. Nếu mà sau này mà mình có duyên đến nhau được thì có chuyện gì gây nhau thì anh là sẽ là người xin lỗi trước. Anh sẽ là người xuống trước. Đến đây anh có hai điều quan trọng. Dạ. Một là em, hai là tình yêu của em. À, em á, mỗi khi mà ví dụ như có gây nhau á thì em muốn rõ ràng ngay lúc đó luôn, chứ em không có thích mà im lặng để mà chiến tranh lạnh hay gì hết. Em thích giải quyết rõ ràng luôn. Cho nên là anh cứ yên tâm đi, không có giận được 24 giờ đâu. Cho anh sẽ là người xin lỗi trước mà. Nói là giữ lời nha. Dạ. Em không hứa thôi chứ em hứa là làm được á. Ừ. Như giặt đồ, quét nhà, lau nhà đó. Vệ sinh lại. Anh cũng biết làm việc nhà. Cái chuyện mà nội trợ gia đình đó thì anh cứ để em, anh chỉ cần phụ em thôi chứ anh không cần làm hết. Cái đó thì để em làm được. Bàn cái chuyện kết hôn đi, cuối năm cưới gì đó. Kết hôn rồi thì để con trai con gái hay như thế nào? Kết hôn thì anh thích trai con gái luôn, hai đứa. Dạ em cũng thích. Nhưng mà con nào thì cũng là con à, ra đứa nào thì nuôi đứa đó thôi. À, giờ mình tính đám cưới mình mời bao nhiêu người, có tính chưa? Dạ có, mời gia đình, người thân, bạn bè. Cỡ mấy bạn? Chắc cỡ 10 bạn. Có mời tôi không? Dạ có luôn. Anh 10 bạn, em 10 bạn là đủ 20 đó. À. Bao lâu cưới liền không? Nói khi đi. Nào cưới? Em định khi nào sẽ cưới. Nếu mà quen á. Nếu như mà mình hợp mà mình có thể tiến đến với nhau thì cuối năm. Anh cũng nghĩ vậy. Bước tới liền. Tấn công liền. Đó. Nói gì đi, nắm tay, nói gì đi Nhật. À, cho anh xin phép nắm tay của em. Anh có bài hát muốn tặng em. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làn tóc xòa bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Em xin hát. Hát lại, mình hát lại tặng bạn trai em. Anh ơi ta hãy yêu như chỉ có đêm nay được yêu, cho em say mắt môi như lại có nhạc hay để chiều. Sâu trong tâm trí em chính là nơi em đã tìm thấy anh, tan vào trong giấc mơ. Em xin hát ạ. À? Em hát rất hay. Những lời anh nói là những điều chân thành nhất từ trong đáy lòng của anh. Là anh sẽ là người quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em như là em mong đợi. Dạ, em cũng có thể cảm nhận được cái điều đó. Rồi giờ tính nắm hoài luôn, không buông ra, không đi bấm nút luôn. À, về ghế ngồi đi nào, để tay nút bấm. Với sự chứng kiến của hai họ luôn, chúng ta đã nói tất cả những cái gì về suy nghĩ của mình ha, quan điểm của mình. Và nói cái gì có sự chứng kiến người lớn thì không bao giờ quên được nha. Bây giờ mình quyết định thôi. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng em. Thì chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Xin phép bà ngoại, ngày giờ tương lai xin phép bà má cho tụi con được hẹn hò với nhau. Mong. Dạ con xin phép bà, xin phép bác, xin phép em, xin phép ba má, chị. Con sẽ hết lòng quan tâm đến bạn và sẽ yêu thương bạn đến một đường dài. Được đó, em cái nụ hôn đầu tiên. Con xin phép.
đã trong lòng dễ sợ. Nè, bạn ấy cũng rất là thật lòng và ở đây cũng rất là hiền hậu. Hình như là hai gia đình rất là hiền luôn. Đều rất là hiền lành. Hai gia đình rất là hợp với nhau luôn đó. À, người lớn cố gắng hỗ trợ cho hai đứa nhỏ đến với nhau nha. Ba của Nhật là người rất là tâm lý với con đó. Yeah. Ba sẽ ủng hộ và cố gắng tìm hiểu sớm để về chung nhà ha. Yeah. Cùng nắm tay đi Nhi suốt cuộc đời này nha. Yeah. Em á, bản thân em thì gia đình không có ở trong đây với em, cho nên là tất cả mọi cái thì mình có vấn đề gì thì mình cứ chia sẻ với bác trai, bác gái. Chị thấy bác gái cũng là người rất là dễ để có thể chia sẻ. Có cái gì cứ mét, mét hết cho chị. Bây giờ nè, Thẩm nói gì với bác trai, bác gái đi. Dạ, con xin phép hai bác là cho con được tìm hiểu anh Nhật. Cũng như là mai mốt mà có về tiến tới làm dâu thì cũng mong hai bác yêu thương con nhiều chị hơn. Dạ, chị dạy nhiều hơn cho con. Có cái gì mình chỉ dạy ha cô chú ha. Dạ. Mong có dâu thôi, thương lắm. Dạ. Vậy là quá tốt luôn. Rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, con cảm ơn chú Quyền Linh. Chương trình có một số phần quà dành tặng dành cho em. Cố lên anh Nhật nha. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Rồi. Chị cầm hoa xuống cho, em đi đường này nè. Tiếp tục một cặp đôi nữa, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau và những cái tình cảm rất đặc biệt dành cho nhau ngày hôm nay. Hai cặp đôi ngày hôm nay quá là dễ thương thưa quý vị. À, chúng ta mong chờ một cái ngày mà họ sẽ gửi một cái tấm thiệp chúng tôi, ngày đó chúng tôi cũng sẽ rất hạnh phúc.